chào mừng Đại Gia Đình Mua Nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố rất dài, ngang 3m7, sâu 21m, thiết kế một trệt một lửng và ba lầu, có sân đậu xe hơi nha. Một căn nhà rất dài, có sân đậu xe hơi và có sân trước, sân sau luôn. Căn này thì đang được chào giá bán là 7 tỷ 450 thôi và nằm trên con đường hẻm thông tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha anh chị. Đây, con hẻm thì nó rộng khoảng tầm 5m, hẻm thông rất đẹp luôn. Và cách đường chính khoảng tầm 50m thôi, hẻm một xẹt nha quý vị. Con đường thì rất là đông xe cộ đi lại luôn nha. Hướng Tây Nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Khi chúng ta mua căn nhà này thì vừa có sân trước vừa có sân sau nha. Một căn nhà rất là nhiều khoảng không cho nhà mình trồng cây, trồng rau và ngồi mát nha anh chị. Căn nhà có cửa sổ phía sau rất là thoáng nha. Khoảng sân thì nó dài được khoảng tầm 5m, chưa tới 5m. Có thể đậu vừa một cái Fortuner 7 chỗ này, đậu vừa một cái Fortuner Everest 7 chỗ luôn. Và được trồng cây bên hông. Trên thì mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo phong cách hiện đại với rất nhiều cây xanh cực đẹp luôn. Cây xanh và bố trí đèn LED nha. Đấy, một cái mặt tiền chơi cây rất đẹp, rất sang nha quý vị. Ngang 3m7, sâu tới 21m. Đậu xe hơi 7 chỗ đang còn dư mấy chục phân luôn. Và nhà này thì giá bán thì chỉ hơn 7 tỷ thôi. Bên trong này có bộ cửa nhôm Simfa, được chủ nhà tặng full nội thất nha quý vị. Full nội thất luôn. Ở đây sẽ có khu vực phòng tiếp khách ở dưới trệt, hoặc là chúng ta đậu được hai xe hơi trong nhà nha. Đều ốp sàn gạch 80 và có tặng lại một bộ sofa, một cái tivi 65 inch kèm với kệ tivi nha. Trần bố trí thạch cao và đèn chùm. Mẫu nhà rất đẹp, vừa mới xây xong. Hẻm thông tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha quý vị. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà đẹp này thì hãy gọi ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng nha. Một căn nhà thiết kế rất là sang luôn, với mẫu hiện đại. Bên này chúng ta có tủ rượu này. Đấy, tủ rượu chạy đèn LED phía trong, rất tây. Và có để vỏ chai trong rồi, vỏ thôi nha, không với rượu đâu. Anh chị về thì mua rượu vào trưng nha. Nhưng theo em thì nên trưng vỏ thì tốt hơn. Rượu bỏ vào đó thì nó cũng... Phía trong này là khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì vẫn là sàn gạch 80 và được chủ nhà bố trí một cái bộ bàn ăn 6 ghế, để ly, để chén rất là tây luôn. Tường bên tây phải sẽ được sơn và trang trí rất đẹp. Tường bên tay trái sẽ là khu vực tủ bếp. Thì ở không gian phòng bếp này chúng ta sẽ được thiết kế bộ tủ bếp sẽ là gỗ An Cường, có lò vi sóng và bếp âm từ. Nhà này thì thiết kế một trệt một lửng và ba lầu. Chúng ta có hai khoảng đậu xe hơi hoặc là hai phòng khách, có một phòng bếp và một phòng lửng, bốn phòng ngủ, năm nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Phía sau này chúng ta có khoảng sân sau, nó dài được khoảng tầm 3m nha anh chị. Khoảng sân sau này 3m và được chủ nhà trồng cây và trang trí dây leo rất đẹp. Đây có một trồng cây xoài và một cây bưởi gì đó rất đẹp nha. Nhà thì có cửa sổ phía sau rất là thoáng mát luôn. Ngang 4m, ngang 3m7, sâu 21m nha. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà dài này thì hãy gọi ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng nha. Giá chỉ có 7 tỷ 450 thôi, giá vẫn còn thương lượng nha quý vị. Nhà rất đẹp, rất sang luôn. Xe hơi đậu khoảng sân rất là tuyệt vời luôn nha. Cùng em di chuyển lên trên. Di chuyển lên trên sẽ là khu vực phòng lửng, là phòng tiếp khách. Thì chủ nhà có trang trí máy lạnh trên này luôn. Và đặc biệt thì nhà có cửa sổ phía sau nha, rất thoáng mát luôn. Hướng Tây Nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đang được chào giá bán chỉ có hơn 7 tỷ đồng thôi. Nhà thiết kế rất là hiện đại và sang trọng. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1, phòng ngủ 1 và 2 nha.
Một căn nhà đẹp, giá hợp lý với túi tiền của anh chị. Chúng ta cùng tham quan phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ phía trước này thì trước tiên thì chúng ta sẽ có một cái bồn tắm nằm. Phòng tắm rất rộng, bồn tắm nằm có đầy đủ đồ chơi cho nhà mình. Đấy, làm rất cao cấp luôn. Phía ngoài này là phòng ngủ, có giường, nệm và máy lạnh. Phòng ngủ cũng rộng. Phía ngoài thì chúng ta có ban công được trồng cây và có rất nhiều hoa, cây hoa rất đẹp nha. Một căn nhà thiết kế cực kỳ xanh mát. Giá thì rẻ. Phía sau sẽ là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của căn nhà này thì cũng rộng bằng với phòng ngủ phía trước. Vẫn là sàn gạch da gỗ. Chúng ta cũng có giường, tủ, bàn trang điểm và máy lạnh mới nha. Nhà này có khoảng ban công sau luôn. Và một cái nhà vệ sinh được đưa về sau. Rất hợp lý luôn. Nhà vệ sinh ở đây thì chúng ta đi vệ sinh thì không lo mùi. Nó theo ra ngoài luôn. Đấy. Căn nhà thiết kế rất đẹp và hợp lý luôn nha anh chị. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Chúng ta cùng em di chuyển lên trên lầu 2, khu vực phòng ngủ 3 và 4 nha anh chị. Trên này thì cũng được trang trí giống y như bên dưới luôn. Rất đẹp và sang trọng. Đây, trên này rất tuyệt vời luôn. Trên này thì chúng ta sẽ có cái toilet, không có bồn tắm nằm. Toilet thường. Và sàn trên này sẽ là sàn gạch 60. Phòng ngủ cũng rộng. Và tủ sẽ là tủ cam xe. Ban công thì vẫn được trồng hoa, trồng cây và trồng dây leo rượi xuống dưới. Anh chị nào có nhu cầu mua nhà dài, có sân trước, sân sau hoặc là có cửa sổ phía sau thì chúng ta nên chọn căn nhà này. Đây là phòng ngủ cho trẻ em. Bố trí cái giường có tầng trên, có gác trên. Đấy. Và cùng em di chuyển lên khu vực trên lầu 3, khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau nha. Đây là phòng thờ của nhà mình. Rất rộng rãi, thoải mái cho gia đình mình thờ ở đây. Phía trước sẽ là khu vực sân thượng cho chúng ta ngồi chơi, uống nước trà, làm đạo. Cũng được chủ nhà trồng cây và trồng hoa rất đẹp ngoài này. Rất đẹp luôn. Chạy đèn LED và trang trí rất là đẹp, sang trọng. Phía sau là khu vực phòng ngủ. Phía sau, à quên, phòng giặt đồ, sân phơi. Đây, được đến một cái bàn ghế gỗ ở đây, có trồng cây. Và ở đây có một cái bồn rửa tay, lò chỗ cho nhà mình để nướng đồ ăn. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.